Sáng 16 tháng 8, tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đang tới hiện trường để phối hợp với địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra khiến 5 người gặp nạn mất tích ở huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Theo đó, vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 8 tại khu vực sông Chải, đoạn qua thôn Cốc Trế, xã Bản Mế, huyện Simacai, 5 người cùng trú tại xã Bản Mế dùng thuyền đi qua sông thăm người thân tại thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương thì gặp nạn mất tích. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuyền bị trôi vào khu vực nước xoáy, chảy xiết dẫn đến bị lật. Các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tập trung tìm kiếm người bị nạn, trong đó đã vớt được 2 người và đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Danh tính 5 người trong vụ tai nạn gồm Sùng Thị Chúa sinh năm 1972, Ly Anh Quân sinh năm 2017, Ly Thị Thanh Thảo sinh năm 2019, Giàng Thị Dở sinh năm 1979 và Ly Anh Tú sinh năm 2021.